Các bạn thân mến, đừng bao giờ bỏ cuộc và mất niềm tin và tình yêu nhé. Mình biết quãng thời gian qua là một quãng thời gian thật là khó khăn với các bạn. Nó chẳng dễ dàng gì cả. Thậm chí có những nỗi đau tưởng chừng như là chết đi sống lại. Thậm chí có những nỗi đau tưởng chừng như là chết còn sướng hơn là sống, mà phải chịu đựng cái cảm giác như thế. Có thể bạn đã vừa mất đi tình yêu của mình, có thể bạn vừa mới bị phản bội. Cảm giác đó thật là khó chịu, thật là đau đớn. Và tất cả những cái tổn thương trong quá khứ đó, nó khiến cho bạn mất niềm tin vào tình yêu, khiến cho bạn không còn muốn mở lòng mình ra thêm một lần nào nữa, bởi cái người mà bạn đã từng tin tưởng rất là nhiều, cái người cho bạn hy vọng vào một tình yêu trọn vẹn và thực sự. Nhưng không ngờ đến một ngày, chính họ lại là cái người làm cho bạn sáng mắt ra. Cái ngày mà họ thay đổi là cái ngày mà bạn nhận ra rằng ồ, đây mới chính là người ta. Cái người mà bạn quen bao nhiêu năm qua, liệu có phải không? Hay đây mới chính là con người thực của họ? Các bạn các bạn không cô đơn trên cuộc đời này đâu. Có quá nhiều người đang phải trải qua cảm giác tương tự như thế. Nó chẳng dễ chịu một chút nào cả. Nhưng hãy nhớ cho mình này, nếu bạn co rúm lòng mình lại, không dám mở trái tim của mình ra một lần nữa, thì người thiệt chỉ có mình thôi. Bạn có thể từ bỏ tình yêu, nhưng tình yêu lại chẳng quan tâm. Tình yêu vẫn sẽ đến với bạn. Và hãy nhớ cho mình này, không phải ai đến với cuộc đời bạn để làm bạn tổn thương đâu. Sẽ có những người tuyệt hơn thế. Một cái biến cố xảy ra trong cuộc đời của bạn, một ai đó làm cho các bạn đau khổ, đó chỉ là một thông điệp mà vũ trụ muốn gửi đến cho bạn thôi. Người đó không xứng, người đó không phù hợp. Có một người xứng hơn, có một người phù hợp hơn sẽ bước vào cuộc đời của bạn và làm cho bạn hạnh phúc. Không phải ai cũng giống như cái người từng làm bạn tổn thương. Không phải ai cũng giống như thế. Ngay cả khi cái người làm bạn tổn thương ấy, ngày xưa họ từng cho bạn niềm tin tuyệt đối vào tình yêu, từng cho bạn nghĩ rằng cuộc đời này bất cứ cái gì có thể thay đổi, nhưng họ không thể thay đổi được. Bạn đã từng tin tưởng họ đến như thế. Thậm chí đó là những điều bạn đã trải qua đi chăng nữa. Và đến bây giờ bạn mất niềm tin. Ok, hãy cho mình khoảng thời gian tĩnh lặng để nghỉ ngơi. Không ai bắt các bạn phải vội vàng bước đến một mối quan hệ mới cả. Nhưng đừng bao giờ vì một người không đủ tốt đẹp, không đủ xứng đáng mà lại đánh đồng cho tình yêu rằng ai cũng như thế. Hãy tin mình đi, có những người nhân cách như các bạn, đạo đức như các bạn, tử tế như các bạn, thì ngoài kia cũng sẽ có những người đàn ông, những người phụ nữ cũng nhân cách như các bạn, tử tế như các bạn, tốt đẹp như các bạn, thậm chí còn nhân cách hơn, đạo đức hơn và tốt đẹp hơn đấy chứ, đúng không? Vì thế, đó sẽ là một sự ngu xuẩn nếu chúng ta đánh đồng với tất cả đàn ông và phụ nữ trên đời này đều giống với cái người mà làm tổn thương các bạn. Đành rằng họ đã từng là một người đối xử tốt với các bạn. Chắc chắn rồi, vì họ từng đối xử tốt với các bạn thì các bạn mới tin người ta chứ, mới yêu người ta chứ, mới trao cả trái tim cho người ta chứ, đúng không? Một cái người từng tốt với các bạn, từng tử tế với các bạn, nhưng đến một ngày khi họ thay đổi, khi họ đã không còn xứng đáng nữa, thì chúng ta sẽ phải để họ bước ra khỏi cuộc sống của mình. Trên đời này phải luôn luôn rèn cho mình một cái trái tim sắt đá. Cùng với thời gian chúng ta sẽ phải càng trí tuệ hơn để biết rằng trên đời này cái gì cũng có thể thay đổi được cả. Không ai biết trước tương lai, nhưng ngày hôm nay chúng ta phải biết tận hưởng nó. Chúng ta phải tận hưởng tất cả những bài học mà vũ trụ đem đến cho chúng ta. Không ai ngẫu nhiên mà đến trong cuộc sống của mình đâu. Không phải ngẫu nhiên mà bạn nhận được bài học này của vũ trụ đâu. Bạn có thể vùng vẫy với nó, bạn có thể đau đớn với nó, bạn có thể không chấp nhận thực tại đó. Vậy thì mình càng vùng vẫy, mình càng đau đớn. Giống như một cái vũng lầy á, bạn càng vùng vẫy, bạn càng lún sâu, bạn càng đau khổ. Nhưng nếu chúng ta biết rằng đây là một thử thách mà vũ trụ muốn đem đến cho chúng ta đón nhận nó bằng một thái độ bình thản, để biết rằng nếu như một cái nhân duyên nào đó trong quá khứ mà chúng ta làm, nó dẫn đến chúng ta có kết quả của ngày hôm nay, dù là có đau khổ, mình chấp nhận. Mình chấp nhận trả giá cho những thứ mình làm, trả giá cho những cái sai của mình trong quá khứ, nhưng không có nghĩa là dằn vặt bản thân của quá khứ để nói với chính mình rằng mình không xứng để có được hạnh phúc. Mình trách móc bản thân của ngày hôm qua, mình hối tiếc vì mình không thể quay lại hôm qua để mình sửa chữa những cái sai của mình. Đương nhiên bạn có thể nhận ra những lỗi sai của mình, sửa đổi để sống tốt hơn trong ngày mai. Đó là chuyện đương nhiên chúng ta cần phải làm rồi. Nhưng không có nghĩa là bạn đổ hết tội lỗi lên cho mình và sau đó mất niềm tin vào tình yêu. Các bạn nhá, tình yêu vẫn luôn luôn đẹp tuyệt vời. Chỉ là có những cái người không đủ tử tế, không đủ đạo đức, không đủ tốt đẹp để họ nhân danh tình yêu và rồi làm xấu đi hình ảnh của tình yêu mà thôi. Tình yêu nó vẫn thuần khiết như thế, nó vẫn là sự hy sinh vô điều kiện như thế, nó vẫn dành cho tất cả những ai còn tin tưởng vào nó và còn muốn đón nhận nó ở trong đời. Các bạn ạ, hãy tin mình đi. Thượng Đế đã sắp xếp một cái tương lai tuyệt vời hơn cho các bạn ở phía trước. Một người xứng đáng hơn, một người yêu các bạn nhiều hơn, một người trân trọng những giá trị của các bạn hơn, một người ưu tú hơn như thế đang chờ các bạn ở phía trước. Còn nếu như các bạn nói rằng không phải đâu, không được đâu, thế thì là hết thuốc chữa rồi. Các bạn ạ, nếu chính các bạn còn không tin rằng có một tương lai tốt đẹp đang chờ các bạn ở phía trước, thì ai sẽ là người mang cho các bạn cái tương lai tốt đẹp đó đây? Vì thế, hãy là người đầu tiên đứng lên, mỉm cười với chính mình để nói rằng tôi sẵn sàng trả giá cho những gì mà mình đã mắc sai trong quá khứ. Khi cái nghiệp nó đến đúng thời điểm thì nó sẽ trổ ra. Tôi buồn, tôi đau thời điểm đó thôi. Nhưng sau khi tôi đón nhận, tôi sẵn sàng mở cái tấm lòng từ bi của mình ra để chấp nhận và tha thứ cho cái người làm tôi tổn thương. Nhưng tha thứ không có nghĩa là tôi tiếp tục ở bên cạnh người đó. Tôi tha thứ cho họ, coi như là nhiệm vụ của họ trong cuộc đời của tôi đã hoàn thành. Họ đến để cho tôi một bài học, họ đã cho tôi một bài học và họ đã hoàn thành cái sứ mệnh của họ rồi, thì họ sẽ phải bước đi. Tôi vui vẻ tiễn họ bước đi mà không đau khổ, không vật vã, không trách móc, không hận thù. Đó mới chính là một cái thái độ sống đúng đắn với tất cả mọi biến cố trong cuộc đời. Và các bạn đừng bao giờ bỏ cuộc trên hành trình tình yêu nhé, bởi vì mọi thứ tốt đẹp vẫn đang chờ các bạn ở phía trước. Nếu các bạn không dám tin vào điều đó, không dám nhìn vào điều đó, thì điều đó sẽ không xảy ra. Đừng bao giờ ngăn chặn cái cơ hội của mình, đừng bao giờ đóng tất cả cánh cửa của mình lại, đừng bao giờ thu lại trái tim của các bạn chỉ vì nó từng bị tổn thương. Đừng quên tham gia một khóa học của Toàn có tên là Bản Lĩnh Yêu, Bản Lĩnh Sống, để sau mỗi khó khăn, mỗi biến cố, bạn sẽ là một người bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn để sẵn sàng cho một hành trình hạnh phúc đang chờ các bạn ở phía trước. Để tham gia khóa học này, các bạn hãy lên Google, gõ toannguyenhanhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình. Sau đó các bạn kéo xuống, có khóa học, đăng ký càng sớm càng tốt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.